Đó, đây có một cái cây bồng giấy nè, gần ở đối diện với biển Cần Giờ. Cái bồng giấy của hàng rào nhà người ta, có nhiều bạn chạy xe rồi ra đây chụp ảnh lắm. Bồng giấy đẹp ghê, xum xuê luôn, quá trời bông. Phía đằng sau là biển nè. Đó, phía đằng sau là biển đó. Ở đây có một cái bông giấy tuyệt đẹp.